Thưa quý vị, triển khai thực hiện quyết định 217-218 của Bộ Chính trị và quyết định 124 của Ban Bí thư, thời gian qua, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Hòa Vang ngày càng phát huy rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của đảng, hiến pháp và các văn bản luật, việc triển khai từng bước đi vào đề nếp, bảo đảm quy định. Xã Hòa Phước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới lần đầu vào năm 2015. Trên cơ sở đó, xã tiếp tục được nâng chất lượng các tiêu chí và tháng 5 năm 2022, thành phố quyết định công nhận xã Hòa Phước đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Để có được kết quả này, phần quan trọng là địa phương đã công khai chính sách và huy động sự đồng thuận của người dân. Trong tổng số vốn hơn 43 tỷ đồng đầu tư xây dựng giai đoạn 2020-2021, người dân địa phương đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng. Trong quá trình xây dựng thì nhà nước đã đầu tư về các cơ sở vật chất như là nhà văn hóa, các tuyến đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Về kinh phí thì đang đây có những cái việc là kinh phí nhà nước hỗ trợ trồng rau, có những cái việc là ví dụ như là các mục như xây dựng nhà văn hóa hoặc là tuyến đường hoa, khu vui chơi thì cái đó có đóng góp nhân dân. Thì mặt trận đoàn thể yêu cầu ở các cái thôn thì người ta phải công khai cụ thể về kinh phí nhà nước hỗ trợ và kinh phí nhân dân đó và kinh phí thực hiện cụ thể để dân biết, dân bàn, dân làm, dân đóng góp và dân hưởng thụ. Triển khai thực hiện quyết định 217-218 và quyết định 124 những năm qua, huyện ủy Hòa Vang đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện có hiệu quả vai trò giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng chính quyền của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội. Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai giám sát 19 chuyên đề với 97 cuộc đối với 62 cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, thường xuyên giám sát các vấn đề về hoạt động của đại biểu dân cử, công tác giải phóng mặt bằng, về đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch COVID-19. Vai trò phản biện cũng được thể hiện rõ nét đối với các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thông qua cái việc giám sát phản biện thì về phía đảng mà chúng tôi tiếp thu để có những cái nghị quyết, chủ trương nó sát với thực tiễn, nó phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt đối với Hòa Vang chúng tôi thì đang có điều kiện là cái đô thị hóa nó diễn ra trên địa bàn nó nhanh như vậy. Thông qua mặt trận đoàn thể, đặc biệt là với cái tinh thần kết hợp giữa cái 124 cũng như là cái nghị quyết trung 4, chúng tôi đã tổ chức cái đợt sinh hoạt chính trị tự soi tự sửa. Thông qua cái vai trò mặt trận đoàn thể để đã góp ý tới 4.119 cái đảng viên. Qua thực tế triển khai, nhờ phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin của người dân với đảng, dân chủ được phát huy, từ đó huy động sức mạnh đồng thuận từ người dân. Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang mới đây, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Hòa Vang cần tiếp tục tăng cường vai trò giám sát phản biện xã hội của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội với các kế hoạch cụ thể phù hợp với thực tế địa phương.